Nay chủ đến đón em vàng. À, quay hôm nay nhìn màu nó vàng cháy. Con này lớn lên là nó vàng như con bố anh, như con cáo đấy, vàng rực đấy. Chứ nó không phải là theo kiểu là vàng nhạt nhạt đâu, mà nó vàng này là gọi là vàng vàng rực lửa luôn. Bế xích ra đây, không đang gặm cái gì rồi, nhặt được cái gì? Có khi là cái ruột cây chuối. Anh bế nó luôn. Con này nó dạn chó chứ nó không có nhát chó. Chứ nếu mà nó nhát chó mà anh bế lên thế là vãi đái ra luôn đấy. Mà như tính ra là con này là đón hơi muộn này, vì nó vào đợt thay đổi thời tiết này. Là đón hơi muộn. Xin lẽ ra là phải đón nó từ nửa tháng trước. Con vàng này chắc là về nhà. Phải nói là cái giống cọc này nó sạch, thân thiện môi trường. Phải nói là như thế. Đi ra ngoài vệ sinh thì thứ nhất là vệ sinh ở trên cỏ là ưu tiên hàng đầu, sau đấy là cát và thứ ba là đất. Chỗ nào có gốc cây là ưu tiên gốc cây. Đấy, nhìn đuôi của nó đẹp chưa? Con này là đuôi, nhưng mà cái bọn cọc này đuôi mà được đánh giá, bọn cọc mà đuôi được đánh giá tốt là nếu mà nó có đuôi là đuôi nó phải cụp xuống. Đấy, nó như thế này. Đấy mới là chuẩn. Chứ những con mà đuôi vảnh thẳng lên là đuôi kém. Vàng đấy. Một con trước con này là bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Là bay từ cái hôm em bảo anh ấy cho chúng nó lên đấy, là bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng con đấy vào thành phố Hồ Chí Minh thì hơi vất vả tí là nó bị ốm. Nay đỡ rồi. Ốm mấy hôm. Con này là con này là Bắc Hà này anh này. Bắc Hà coi như là Bắc Hà bản này. Đuôi đẹp. Lông cũng bông phết. Tiếc cái con cọc hai cái con cọc non kia mình nuôi để bị hỏng mất cái tai. Đúng là bó cái tai dở hơi thật. Không cần bó nó tự nó cũng lên. Con này anh đừng có bó biết gì nhá. Anh okay. Anh đừng, anh không cần phải bó. Ở nhà mình nuôi là cứ để kệ. Vâng. Anh không, anh không cần phải làm cái gì cả, để kệ nó. Để tự lên. Nó cứ được thả là nó sẽ lên. Không cần phải làm cái gì với nó cả. Con nào em để ý nha, những cái con tai to, những cái con trẻ con, những con tai to mà nó lên muộn đấy, có con nó phải 11 tháng 12 tháng nó mới dựng hẳn. Tức là trước đấy nó cũng lên nhưng mà nó vẫn theo kiểu lưng lửng, 11 12 tháng nó mới dựng thẳng. Những con mà tai nó hơi to một tí. Còn bình thường bọn này chắc khoảng tầm 7 tháng là dựng căng thét. Chứ như con này bây giờ như đàn này thì dễ này, bởi vì đàn này em hãm được cân. Nó cũng không phải là hãm được tốt lắm nhưng cũng là hãm được cân. Là như đàn này chắc về em nghĩ chắc chỉ nửa tháng thôi. Một mình nó không nô con nào ấy. Chứ bọn này nó nô nhau thì nó lại hay gặm tai. Nó gặm tai nó khó lên. Chứ còn nếu mà một mình nó với mấy con chó to thì nó không nô kiểu đấy. Thì nó sẽ lên tai nhanh lắm. Về bên kia lại một đống mà, nó chơi một đống mà. Cái con Bắc Hà mà anh mới bắt là to hay nhỏ? Nhỏ. Cũng nhỏ à? Xù đen tuyền luôn. Đen à? Đen xì luôn. À nếu mà nhỏ thì chưa biết được. Có khi là, nhưng mà con bố mẹ của nó là tai nó có lưng lửng như cái con kia của em không? Cái cụp hẳn. Cụp hẳn à? Nó ra cụp hẳn. Ờ em thấy bọn màu đen mà có cái lông đệm đỏ. Xù to lắm. Con đấy thì xù bông luôn. Bọn màu đen mà có lông đệm đỏ tai nó cũng cụp. Đúng rồi. Bọn màu đỏ tai hầu như nó cũng cụp. Nhưng mà riêng cái bọn màu trắng này với lại bọn trắng này, bọn màu trắng và bọn màu vàng em thấy ở trên bản hầu như là tai bênh. Tai bênh nhưng mà không hiểu sao ở trên bọn Bắc Hà cái chỗ thưởng đấy nó cũng tụt cụp ấy. Tai cụp hẳn luôn ấy. À cụp thì nuôi nó béo. Ừ. Thì tai nó dễ cụp. Nuôi béo, nhưng mà đang nói là nuôi theo kiểu là nuôi tự nhiên, không, nuôi tự nhiên, nuôi tự nhiên ở trên bản ấy. Bên kia thì toàn thấy tai bênh bênh. Toàn thấy tai bênh. Nó cứ sập sập sập. Anh công nhận không? Này, nó như cái con kia của em ở trên bản ấy. Mà người ta nuôi ở trong dân ấy. Mà những cái con đấy là những cái con xù nhìn từ dáng dấp, lông lá các thứ cực kỳ đẹp. Toàn ở Hà Nội này xong là mẹ nuôi xong lại chuyển lên cho bọn đấy nó bán ấy. À đúng rồi, ở chợ. Ở chợ đây. Phải muốn, anh muốn tìm cho chuẩn anh phải vào trong dân. Như bọn như... Không, là có thằng ở trên đấy mình chơi mình nhờ nó là nó vẫn lấy mà. Như bọn chó của em này, một dàn chó của em này em vào thuê vào trong dân hết. Để em mua.
vào trong dân hết. Nhưng mà tìm ở trong dân chán này, bao nhiêu con như bác Hà này, tìm bao nhiêu con toàn tay bênh thế chứ làm gì có tay cụp hẳn đâu. Không có cụp hẳn. Nước đây, uống đi. Uống đi không cứ mãi chơi này, khát nước. Nhanh, ra uống nước đi, uống nước đấy, có đi vệ sinh thì đi vệ sinh thêm rồi vào lòng nào. Rồi lên đường. Rồi lên đường. Về nhà thôi, về nhà tha hồ chạy nhảy. Bởi vì ở đây thì rộng hơn nhưng nhiều chó hơn. Đúng rồi. Về nhà ít chó hơn. Còn về nhà có 8 con cũng tha hồ chờ rồi tha hồ mà đâu. To nhỏ xù xiết cọc kiết các thứ là đủ. Con vàng này mặt nó rất là lanh. Anh công nhận không? Mặt của nó tinh quái. Chứ còn nếu như bây giờ cái tuổi này của nó là tuổi mặt xấu rồi này. Vâng, nếu mà anh mà đón nó, mà anh đón nó khoảng tầm 3 tuần trước nhá, là cái lúc mà vừa đón được 2 tuần trước, nếu nó không phải thay đổi thời tiết đấy, thì lúc đấy là cái mặt của nó nhìn là nó mê ly. Tầm này bắt đầu là thay đổi dương mặt rồi này. Bọn này nó cứ thay lông, hết một mùa thay lông là lên chỗ mã ngay. Không, nhưng con đấy đẹp, em phải nói là con đấy là tuyệt đẹp đấy. Nhưng mà anh hỏi trước này, em để cho anh rồi, sau mấy người hỏi cứ gạ bảo mua gấp đôi tiền, nhưng bảo không. Bây giờ có phải chó của tôi đâu mà có gấp đôi hay là có gấp 10 tôi cũng chịu. Bán cho người ta rồi là chó của người ta rồi chứ. Sau, vâng, chờ lứa sau. Thực ra là nó chờ lứa sau ai bắt buộc phải chờ lứa sau rồi. Nhưng mà có khi lứa sau nó lại không được cái con mà nó đẹp như thế. Chị em ở đây bao nhiêu lứa rồi mà lứa nào mà thấy cái con nào mà có thể giữ lại được mà quan trọng là em có chỗ thì là con vàng em giữ lại rồi đấy. Nhưng mà vì nó nhiều quá rồi. Nên là không giữ lại này. Chứ con vàng này là đẹp. Con vàng này lớn lên là cái mặt của nó sẽ nét y như con bố luôn. Là mặt đẹp. Như con bố của nó thì nó rất là đẹp. Nhưng nó hơi nhọ cái là con bố của nó là nó bị còm lúc bé. Nếu mà anh mà theo dõi là anh để ý lúc em bắt về là nó 7 tháng mà em cân nó được có 8 cân rưỡi. Mà 7 tháng con đực anh nhá. Tức là nó gầy, nó gọi là hóp dơ xương. Mà bây giờ nó được 18 cân. Như bọn này mà anh nhìn cái bộ chân cẳng của nó, như bọn này là lớn lên nó phải ngoài 20. Đúng rồi. Úi giời, về bên kia có đấy, sủa đấy. Có con sù đen, hai con sù đen nó quần kinh lắm. Con này là tính con vàng này tính nó đại ca lắm nha anh nha, nó nhanh nhẹn nhưng nó đại ca, nó tinh ranh đấy, anh thấy nó bé con đấy, nhưng mà đấy nó sủa oang oác oang oác đấy chứ không phải không đâu. Đấy. Chứ nó nhưng nói chung là mua mỗi một con chó nó là cái duyên, chứ nó không phải là ấy. Chứ nhiều người biết sau và nhìn ưng lắm mà thế này thế kia. Cái con chuyển Sài Gòn cũng đẹp nhỉ, con đấy. Vâng. Con đấy đẹp, con chuyển Sài Gòn cũng đẹp, con đấy là con đốm. Đốm. Nhưng mà như ở trong bọn này con đốm thì nó theo nét theo kiểu như là mấy con trắng. Mấy con trắng thì nó có thể là lớn lên thì nhiều người là thích màu trắng, vì nếu nhà có con gái là hay thích màu trắng. Nhưng mà nếu mà tinh ranh ở trong đàn này thì con vàng vẫn là con tinh ranh nhất trong tất cả từng đấy con cho con. Con vàng là con tinh ranh nhất. Là cái mặt của nó ranh. Nó khôn, nó lanh. Thế là nhìn là đã muốn xoa mẹ rồi, kiểu thế. Nhìn nó tinh quái mà nó cũng nhanh. Thực tế nó cũng nhanh. Thôi ông xoa nó để gọi ra đây tí xem nào. Ấn nó vào không chui vào đấy. Chui vào mà đang định chui vào để chạy mà. Cố tìm chui vào. Uống nước. Uống nước. Úi giời. Muốn vào kia chơi cùng với mấy con to. Ê, cho nó chui vào rồi lại bế nó ngược lại. Năm rồi. Thích luôn con nhà bà Lách. Hơi bế ra đây. Trăng nhiều gì nhỉ? Bây giờ. Đơn giản anh. Có cái dây ấy. Bế nó ra đây không, cái kia mà nó sập một phát nó rơi xuống lại đè vào lưng đấy. Rồi cho vào lòng đi. Lấy cái